Bình Sơn Ocean Park là dự án đầu tiên được phát triển quy mô với các tổ hợp nghỉ dưỡng, tiện ích phục vụ du lịch trải nghiệm, giải trí bài bản nhất hiện nay tại Ninh Thuận. Với tổng diện tích quy hoạch lên đến 54 hectare, tổng mức đầu tư lên tới hơn 10.000 tỷ đồng, cùng quy mô 1.000 căn nhà phố, khoảng 10.000 phòng khách sạn tiêu chuẩn 4 đến 5 sao, đáp ứng được mọi nhu cầu của du khách. Vùng đất này được ví như mặt trăng trên biển, tỏa sáng với vẻ đẹp rạng ngời, đồng thời cũng là trung tâm du lịch ven biển lớn nhất Ninh Thuận. Bình Sơn Ocean Park nằm giữa trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, trải dài trên đường Yên Ninh, cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Từ đây, di chuyển tới sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ 1 giờ, sẵn sàng đón du khách trong nước và quốc tế. Dự án được phát triển lần lượt theo 4 phân khu chức năng chính. Premium Ocean Gate, tổ hợp tiện ích du lịch chưa từng có tại Ninh Thuận. Ocean Villas, thiên đường biệt thự nghỉ dưỡng dành riêng cho giới thượng lưu. Ocean Central, tổ hợp trung tâm thương mại, giải trí, mua sắm đẳng cấp bậc nhất Ninh Thuận. Ocean Sky, quần thể khách sạn, resort 5 sao, trung tâm mua sắm liên hoàn đạt chuẩn quốc tế. Hacom Sky Garden, tổ hợp căn hộ biển cao cấp cho giới tinh hoa. Hacom Ocean City, phân khu nhà ở xã hội chất lượng cao. Ngoài ra, Bình Sơn Ocean Park còn sở hữu hệ thống tiện ích xứng tầm gồm trường học liên cấp Hacom School, bệnh viện đa khoa Hacom Medical, trung tâm thương mại biển Ocean Center, hệ thống nhà hàng, khách sạn 5 sao cùng hàng loạt công viên chủ đề đặc sắc.